kẹt các bạn đến kinh xem một cách 24 giờ. Ý sức từ 1/10 nâng cấp đỉnh khỏi chỉnh với một cái tâm màu vàng chủ đạo. Sau khi về tay một cái chàng trai có tên là Hoàng Hảo, anh ta đã dọn lại cái chiếc ý sức từ 1/10 của mình theo một cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tiềm ẩn tiền cũng đang sử dụng. Cùng chúng tôi chiêm ngưỡng cái con xe độ này và đi kê những món đồ chơi bên dưới clip này nhé. Phát cho mình một cái tông màu vàng đen làm chủ đạo, lấy điểm nhấn là bộ tem Movistar kết hợp cùng với bộ lốc nồi vàng độc của cái chiếc FX 1/10 đã biến đổi cái chiếc xe này đậm cái chất style của những biker bình đồ. Heo dầu Rainbow trước kết hợp cùng với điểm thắng Rainbow Oro chế dầu heo bấm đầu đem lại mẫu đẹp thẩm mỹ, lực phanh cũng mạnh mẽ hơn cái xe. Cái chú heo dầu trước mang kích thước tới là 4 bit tới xứng, đem lại lực phanh gần như gấp 3 lần so với heo chim của xe. Bộ phận cái giảm tốc sau đứng từ một cái hiệu lực quay S bình dầu rời. Phiên bản này đi cùng chế độ tăng chỉnh lực định hồi, tốc độ hồi trả của phục, phù hợp cho từng cân nặng, sức người dùng. Đây, chúng ta còn bắt gặp thêm cái bộ cấp nhôm Kimrad được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Exciter 1/10 sử dụng, giúp chiếc xe trông gọn gàng, đã mắt hơn. Sử dụng cái mâm của Raceboy 8 cây, sản phẩm dành riêng cho cái chiếc Exciter 135 sử dụng, không cần chế cháo gì thêm. Nhưng khi bơi qua cho cái dàn chân của Exciter 1/10, thì ở đây chúng ta làm lại rất nhiều chi tiết từ thất lòng, bắt đĩa đến cái ống chỉ cục canh vân. Cái heo dầu sau cũng là một cái phiên bản của Rainbow, nhưng chỉ là hai bít đối xứng mà thôi. Đối với bánh sau thì dòng heo dầu này đã quá đủ. Và đây là toàn cảnh của cái chiếc xe cưng. Quay với một loạt đồ chơi cực khủng cùng với cái dàn chân của Suzuki hầm hổ. Cái chiếc quay 1/10 là một dòng xe đã đi vào lòng người tiêu dùng Việt Nam trong rất nhiều năm qua. Để tạo thêm một chút ấn tượng chiếc xe hôm nay, người chủ đã chia ra một khoản tiền tương đối lớn để em ấy trở nên đẹp và phá cách hơn. Phần đầu được trang bị cho mình đồng hồ Casio phiên bản ASN sử dụng được cho rất nhiều dòng xe. Chỉ cần chế cái phần nhựa cái bờ cổ là dùng được ngay. Tuy nhiên do đặc điểm riêng, cái mẫu đồng hồ này không có báo số, cũng như việc đập cái máy trên giờ thông qua một cái mắt đọc nên cũng hơi lườm rà. Bên cạnh còn có kính gù CC được mình thêm cái chân kính phổ thông nhìn cũng là gọn gàng hơn. Hai bên là cái cụm công tắc Domino kết hợp cùng với cụm tăng tốc cùng với tín hiệu trên trình gia được ngắn hơn, đại bạc cũng lẹ hơn so với dòng xe thường. Cái cụm Dixin được tăng thêm sự hấp dẫn khi người chủ minh lại phần tay thắng CC carbon fiber. Cái chèn chân trước sau là điểm nhấn bằng cặp heo dầu Rainbow lưu lớn màu đỏ hai bít đối xứng được bắt cố định vào xe thông qua hai phát heo, được đặt làm gia công riêng biệt cho cái dàn chân quay. Và ấn tượng hơn là cái phần mâm Raider, cái phần mâm của Raider được người chủ chế qua để gia tăng thêm cái độ cứng cáp cho cái chiếc quay hôm nay. Giá trị chiếc xe được dừng chưa dừng ở đó đâu, bản đồ còn sổ chứng minh cái cặp phục Holin bình dầu rời để cải thiện khả năng giảm sóc chiếc xe cũng như tăng thêm cái tính thẩm mỹ và giá trị của con quay đời này. Tuy nhiên do cấu tạo phục rất lớn nên người chủ phải khoét cái phần dàn nhựa để không bị cà cấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.